À nhớ, quý bạn thân mến, chúng ta trở lại với trận đấu đầu tiên của xe đấu thứ 10 thôi. Vâng, mà sôi động lắm rồi, kích thích lắm rồi. Vâng, mà đúng 12 giờ đêm thì các ông cứ sôi động như này có chết người hay không? Macedonian là quân của game thủ No 1. Còn lại thì BB, BB cầm Percy, còn bên kia là một Garrett và một Hitty. Vâng, và đang có một tên tạm dừng đang tạm dừng gãi mông của game thủ No 1. Mông No 1 mọc nhọt rồi. Vâng, lại Persian đã sẽ rơi vào tay của BB. Chúng ta hãy cùng xem BB vai vai hiếu thì kia anh có làm một cái trò gì không. Vâng, thấy quạ bay rồi. Quạ bay này là bãi quả đầu của mình. Vâng, quạ bay nó ở vị trí khác cơ. Úi giời ơi, ông đang cắm cờ điên loạn. Quá quả phụ luôn. Persian khỏe rồi. Ô thôi sư tử anh ơi. Thôi thôi gặp những cái chỗ như thế thì tránh nó ra. Đừng có vào đấy mà tán tiếc vào đấy rồi anh của bạn gái dã cho thì khổ người. 10 trên 12. Xem No 1 Macedonian làm được cái gì chưa? Bằng hiệu đầu 6. Alo, chúng ta trở lại trận đấu thôi. Rồi, nhìn chung là sơ sơ tôi bói thử là lô 1 anh sẽ có BB anh sẽ có 3 con voi trận này, một bầy hươu 4. Vâng, mà dắt voi và thằng nông dân kia còn ôm bãi gỗ bên cạnh còn cản đường cơ. Cản đường để ăn xúc quan rồi. Ôi rồi ôi hỏng rồi, hỏng rồi. Vâng, mà nhìn thấy như thế là hỏng rồi. Vâng, mà đã toạc mất một thằng dân. BB chúng ta có thể thấy rất ít khi thấy BB lỗi dân như thế này. Có lẽ tầm này tôi vào xúc mà bắt BB chấp tôi đen nhà chính là BB cũng sẽ làm thôi. Đấy, BB cũng kêu mỏi tay lắm rồi. Nhưng vì phục vụ khán giả, vì tương lai của con em BB cho nên vẫn phải cố kiếm hộp sữa. Cố kiếm hộp sữa ông này ông cũng chém gió kinh lắm cơ. Đấy đấy, tôi đoán có ba voi nó chuẩn chưa? Rất là chuẩn chỉ, và ngoài quạ bay còn có cả ba voi và dành cho Persian rất gần nhà. No 1. Thôi đi No 1, vâng nhiệm vụ của ông là lên đời thôi. Lên đời mới ngồi đấy mà bây giờ làm bát mì tôm hoặc là nhét quả trứng vào trước thì vào mồm đút tạm đi. Lâu lắm rồi mồ côi người yêu bài nó cứ đỏ như thế này thì ông chỉ việc lên đời thôi. Ngồi lại và xem BB chém mà học tập. Đấy, bây giờ Lô 1 ngồi xem BB chém mà học tập. Đấy, cũng 7 phút 20 đã kích kích 2. Còn ngoài ra với 2-3 dân của Persian đáng lẽ là 7 phút tròn thôi. Do anh chết một con nông dân nhưng vẫn phải cố sóc. Đây là bài 24 trừ 1. Đây sẽ là bài rất khỏe cho BB. Khỏe mà còn đã to mà còn khỏe nữa. To khỏe và sớm. 23 trên 24. Alo. Vâng, mà giờ phút này ở cạnh chỗ tôi bình luận bây giờ các anh đang đang cãi nhau điên đảo rồi. Các ông đang chỉ nhau xem là ông nào thắng buổi tối hôm nay. Vâng, gắn vâng, BB cũng như Lô 1 bắt buộc đòi phải đánh bằng thắng mới về, còn thua là không về được. Một bài kích cực kỳ sớm của dành cho BB, dự là anh sẽ kích ở 9:35 thôi. Một mình ông lên đời tôi không phải xoay. Gặp ai đây? Vâng, lại có hai SH và hai SH đang chia tay nhau ở ngã ba đây rồi. Vâng, chỗ cái ngã ba của tình yêu và hạnh phúc bây rồi. Tất cả mọi thứ là dành ở cái ngã ba này. Bãi vàng rất đẹp. Bãi vàng rất đẹp dành cho BB. Úi giời, bãi vàng này ông thiết kế như thế nào? Ướm à. Rồi, nhà về lớp ở góc 8 giờ, còn nhà của Gunny ở góc 6 giờ. Vâng, hai con SH chạy cực kỳ hiệu quả. Sẽ sang xúc ai trước đây?
Tôi nghĩ là sang xúc ông Hitty trước sẽ hay hơn. Đây là nhà nhà V lớp cầm Greg. Như vậy là chạy sang nhà Greg xúc trước rồi để giảm áp lực cho lô 1. Lô 1 Macedonian. 28 dân. Cái gì thế này, đánh cung A. Còn nhà Hitty là do Gunny cầm. Ôi giời, điểm của V-Lớp thấp lắm, anh yên tâm đi. Anh yên tâm là giờ phút này V-Lớp may ra chỉ có con giò thôi. Vâng, BB đây bây giờ đang khung nhà rồi. BB đã khung được nhà ấy đâu. Đây rồi, chúc chúc mừng V-Lớp đã được vào tờ room. Úi giời ơi. Vâng, mà chạy hai con nông dân đi. Đang cái giờ chiến tranh này để đá ngay vào mõm con sư tử. Nó dã cho. Vâng, nó dã cho nhảy ngược lên. Vâng, mà hai con nông dân của V-Lớp đã ra đi. Vâng, tôi nghĩ là V-Lớp đã đang đi để dummy nhà của BB rồi. Nhưng mà đang đi dummy nhà của lô 1. Đang dummy nhà Maxi nhưng mà rất đen ra anh. Vâng, rất xuân tóc đen. Vâng, xuân tóc đen cho BB là anh đã anh đã người đã ra đi không bao giờ trở lại. Bây giờ thì đi về nhà của Gunny thôi. Về lớp cũng đã có vẻ nó đã khá choáng đối với cái bài nghe là đi đêm gặp ma rồi. Đi đêm nắm mà anh đã gặp ngay ma. Vâng, cái gì đây? Đang đứng để chờ cái gì? Ông chém luôn đi. Vâng, đang đứng chờ gỗ để vẩy e. Chém xuyên anh ơi, chém xuyên được. Chém xuyên được. 4 giờ sửa, không sửa được đâu. Không sửa được đâu, lỏ rồi. Và vào tờ room rồi, và vào thôi. Vào thôi, Gunny sẽ khóc đến tờ này. Ôi giời, tại sao lại có những con người như vậy? À đây, ra đây để có thể chém xuyên được. Thôi chọc xuyên. Vâng, sẽ đổ thôi. Sẽ đổ và lỏ trong thời gian sớm. Vâng, 2L anh cứ vắt đều thôi. Vâng, giờ phút này có người yêu thì cái chuyện mà 2L ông vắt đều vâng, trong lúc thanh niên trẻ khỏe lại là quá bình thường rồi. 29/44. Ôi giời ơi, chọc xuyên. Có bánh xe, họ có bánh xe rồi, khó khăn rồi. Vâng, tại sao không chém gắt vào một chút ở BB, nhưng thôi không sao, vẫn ăn được dân là ổn rồi. Vẫn ăn được dân mà không khổ ải nhiều là vẫn ổn rồi. Đang giải e chi chít. Đây là gọi là màng nhện đang răng. Không bao giờ sửa được. Dường như sẽ không sửa được. Có tên cung ở đầu và cũng như đã vào được rồi. Đã vào được tờ room rồi, vào bãi ruộng. Vâng, vào ruộng, vào gỗ, vào các kiểu. Vâng, và Gunny giỏi lắm, sóc được ra một tơn cung gờ. Một tơn cung gờ, vâng, trong cái chum này không có gì cả. Cái chum này là chum lừa rồi. Như vậy là bên kia đã được bò kín. Và bên cứ đứng ngoài đi cung gờ thôi, đừng để cung gờ ra. Cung gờ mà ra sang bên này thì dân của Percy sẽ cực kỳ là khó khăn với những con cung gờ Hitty. Vâng. Vâng, như vậy là lô 1 đã lên được cung A rồi. Đã lên xong cung A và dân cũng như y của V-Lớp là chết rất nhiều. Vâng, V-Lớp vác y ra đây. Vâng, và V-Lớp vác y. Vâng, và y của V-Lớp đóng ở giữa nhà của lô 1. Một bài công cực kỳ lạ mắt. Vâng, lạ mắt và không hiệu quả của lô 1 rồi. Như vậy một bài công không thực sự công rất lạ mắt và không hiệu quả của V-Lớp. Vâng, và Văng Lốp đã chính thức phế cái nhà y ở giữa nhà chính của lô 1. Vâng, anh công cái nhà y quả thật là vâng rất cô đơn và lạnh lẽo. Vâng, dân con y là ra là chết đều soạng ngắt cả chân ra đây rồi. 600 gỗ dành cho game thủ lô 1. Vâng, đã phá xong cái nhà y. Đẩy tân cung A sang nhà của V-Lớp luôn đi, cho V-Lớp phế luôn mà cũng như sang nhà Gunny là trận đấu sẽ được giải quyết. Vâng, BB bị chọc y của V-Lớp rồi, hai con y Greg không xoắn nhiều, chém ngay và xúc luôn. Tôi sang xúc hai con cung giờ cái trước đã. Dân Percy không có bánh xe, cực kỳ chậm chạp. Cực kỳ khó khăn cho BB khi bị hai con y chèn vào nhà. Đây rồi, có cung A sang đây rồi. Đấy, làm gì? Làm thao, đấy làm đi. Làm đi. Vâng, đổ cực kỳ là nhanh. Vâng, bây giờ sẽ cùng nhau chúng ta cùng theo dõi màn hấp diêm tập thể. Vâng, mở của hai game thủ trẻ dành cho ông già.
Vâng ạ, ông già Gunny. Đấy đấy, vào đây. Vào đây. Cùng gửi hit bây giờ cũng đã không còn là cái chuyện gì quá quan trọng trong những cái tơn đấu như thế này nữa rồi. Hit thì cũng đã khá yếu trong tơn đấu luôn, những cái tơn đầu tiên bị BB đi vào. Như vậy tôi cũng đã có thể ra cắt dự được trước bằng tỷ số của C đấu thứ 10, tạm thời sẽ là 1-0 nghiêng về hai game thủ trẻ thôi. Không, quá tuyệt vời. Vâng, các anh đang gỡ rồi, các anh đang cá gỡ. Vâng, đây không chỉ là những cái trận đấu giao hữu bình thường mà nó còn mang ý nghĩa rất nhiều về mặt danh dự cho hai game thủ trẻ, và cũng như để cho hai game thủ trẻ chúng ta trì thêm rất nhiều. Vâng, BB anh ở cùng với anh Hải trì nhiều cho nên cũng học được nhiều về cái tính kiên nhẫn của anh. Vâng, thua nhiều thành quen thì phải đánh cho bằng thắng thì thôi. Các ông uống rượu thì gạ nhau là không say không về, các ông đánh chế thì dọa trước là không thắng không về thì ai người ta dám đánh với các ông nữa. Vâng, đánh bằng thắng thì thôi. Tham 63 trên 100. Vâng, cả Alenka cũng ra đây rồi. Vâng, gọi cả Alenka dậy vào nửa đêm rồi. BB 27 trên 2 được bảo kê rồi. Được bây giờ được 559 bảo kê đấy, anh chỉ việc sóc hai nhà L thôi. Vâng, tham đè đam đè vống rồi, về lớp gì sai rồi, về gì sai sớm cho nó đỡ khổ tay, khổ chân. Chúng ta chuẩn bị chờ đợi với trận đấu thứ hai.